Xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Xe Cò Hải Dương. Và trong video ngày hôm nay thì em lại lên sóng giới thiệu tới anh chị và các bạn một mẫu xe Hyundai Telecan sản xuất năm 2003, số sàn 2 cầu. Và đây là một mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, rất là to, cao và bề vệ. Và chiếc xe này bên em đang bán với mức giá rất là hợp lý anh chị nhé, chỉ có 135 triệu thôi, xe không có niên hạn. Và vào cái năm 2003, các bác có thể hình dung rằng ở thời điểm đó có rất là nhiều những hãng xe khác nhau, nhưng ngân hàng lại chọn cái dòng Hyundai Telecan này để làm một mẫu xe, làm một phương tiện để phục vụ chuyên trả tiền. Thì nó phải đầy đủ yếu tố như lành, bền này, và khỏe đấy, và nhìn nó to cao bề vệ. Thì thời điểm đó chiếc xe Hyundai Telecan này nó là ông hoàng của những cái dòng xe mà gầm cao hai cầu luôn. Đây chúng ta nhìn thấy một chiếc xe mà form dáng và phong cách nhìn nó rất là khỏe khoắn và nhìn rất là trường form. Và chiếc xe này bên em đã mua được và đã ra xuất hóa đơn, ra tên của bên em rồi. Và chiếc xe này bác nào mà mua về là chúng ta, một là có thể để nguyên biển Hà Nội đi, hai là chúng ta cũng có thể là rút hồ sơ để ra tên chính chủ luôn. Đấy, xe rất là to cao và bề vệ anh em nhá. Và con này là động cơ của nó là 3.6, cho nên là chúng ta sẽ phải hiểu hình dung là cái mức tiêu nhiên liệu của nó phải rơi vào tầm khoảng 14-15 lít trên 100 km anh chị nhá. Đường hỗn hợp, đấy, chúng ta chạy đường hỗn hợp 14-15 lít. Xe thì đã được lên một cái màn hình Android cũng như là camera lùi đầy đủ rồi. Toàn bộ những hệ thống đèn của xe rất là sáng bóng, cũng như là về sơn si không có bị sơ soát gì cả. Và một dàn nốp thì cực mới luôn anh em nhé. Một dàn nốp thì cực kỳ mới luôn. Đây, một dàn nốp này, nốp Michelin, và có trang bị bậc bệ lên xuống này. Đấy, chúng ta nhìn một dàn nốp này còn rất là đẹp. Chiếc xe này thì về hệ thống mắt đèn xe cũng trang bị hệ thống đèn bi này. Đó, và đèn gầm cũng là đèn bi này. Đó, 135 triệu. Chúng ta đã có ngay một mẫu xe có thể để đi phượt này, đi câu cá này, đi du lịch dã ngoại bằng cái dòng xe này thì gần như là chúng ta để đâu cũng được. Đấy, nó là dòng xe gầm cao máy thoáng, chạy thì cực kỳ là khỏe luôn. Và bên trong chi tiết nội thất để cho các bác có thể nhìn được chiếc xe này nhá. Con này là 2003 cùng đời thì hiếm có chiếc xe nào được đẹp như thế này. Một bộ nội thất ghế da zin, ghế da nỉ, ghế nỉ nguyên cả xe luôn anh chị nhá. Ghế nỉ còn rất mới. Cái vô lăng của nó các bác nhìn này. Đó, vô lăng của nó rất là đẹp luôn. Và chiếc xe này Odo chạy được 20 vạn chuẩn theo xe. Đấy, 20 vạn chuẩn. Cho nên nhìn vô lăng của nó còn không khác gì xe mới luôn. Không một chút nào gọi là mòn cả. Tabli này, nó rất đẹp nhá. Trang bị 4 tổng năng hạ kính điện, và tay gương thì vẫn là chỉnh cơ thôi. Đó, điều hòa mát rất sâu, điều hòa có hai chiều, nóng và lạnh. Đằng sau xe này chúng ta có thể ngồi được 3 người ngồi, thậm chí 4 người ngồi luôn. Ghế không bị rách một chút nào luôn anh chị nhá. Ghế nỉ rất là đẹp. Đây các bác nhìn này, ghế nỉ rất là đẹp luôn. Đó, trần cũng là trần nỉ luôn anh em nhá, trần là trần nỉ luôn. Đây chúng ta nhìn cái thiết kế của trên tắp lô của xe này vẫn còn khá là ok, và những cái vân nhựa của xe nhá còn rất đẹp. Đó, ở chi tiết này, đây chi tiết gài vào cầu này, và một cái tàu sạc, hai tàu sạc 12V. Quý vị anh chị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này thì anh chị và các bạn có thể là liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0852 555 555 anh chị nhé. Và kết nối cho em qua số Zalo để em gửi hình ảnh chi tiết cho chúng ta cùng xem. Đằng sau xe thì các bác nhìn đây là một cái không gian rất rộng để chúng ta có thể để đồ này. Ngày xưa ở đây nó để cái kết sắt đó. Bây giờ thì đã được tháo bỏ ra và làm một cái không gian để chúng ta có thể để đồ. Đây là một dòng xe SUV gầm cao 5 chỗ ngồi. Giá cửa tiền chỉ có 135 triệu thôi. Bao rút hồ sơ cho anh chị và các bạn trên toàn quốc. Nội thất đây, ghế da này rất đẹp luôn. Đó,
cái da căng đét cả xe luôn. Đây của ngân hàng Agribank nhé anh em nhé. Đó, tắp ni rất đẹp. Cái nội thất này thì anh em thực ra là cứ để nguyên đi thôi, vì bên trong của xe thì vẫn còn rất là thơm tho, không có mùi, không có cái mùi gì mà khó chịu cả. Đấy, rất là thơm tho, rất là sạch sẽ. Anh em có thể để nguyên bộ nỉ này để đi, không cần phải may lại bộ nội thất ghế da đâu khác anh em nhé, để nguyên vậy thôi. Con này mua về anh em chỉ việc đi thôi, không cần phải làm cái gì cả. Từ những phần nốp, nốp còn rất mới luôn. Về gầm bệ của xe này em sẽ quay cho các bác xem luôn này. Gầm cao, chassis là cam kết cho anh em là không mục mọt nhé. Đấy, không mục mọt luôn, rất đẹp, rất đẹp luôn. Keo chỉ này, zin cả xe, keo chỉ không mất một phân nào cả anh em nhé. Keo chỉ không mất một phân nào cả. Máy đổ thì cực êm rồi. Camera lùi đầy đủ anh em nhé. Đây, em sẽ vào số lùi cho các bác xem. Đây, camera đầy đủ luôn. Đây là những chi tiết cửa gió điều hòa này. Vô lăng nó thực sự rất đẹp. Những chi tiết, những con ốc bản nề nhé, hoàn toàn là chưa ra luôn. Đây, tất cả những chi tiết con ốc bản nề chưa ra luôn. Đó, chúng ta có thể nắp SIM vào sử dụng như là một cái máy điện thoại luôn. Máy của nó đây các bác. Máy của nó này, nổ và hoạt động khá là êm luôn nhá. Máy thì khô, không có dầu mỡ gì rỉ ra cả. Rồi đây là bơm của thức lái. Đây ạ. Còn đây là chi tiết nóc điều hòa. Còn đây là phần két nước của quạt gió này. Và máy thì gần như chúng ta chỉ nghe tiếng quạt gió. Máy nổ hoàn toàn rất là êm. Máy khô đét luôn. Hệ thống cabo này không có một chút nào gọi là bị va chạm đâu nhá. Và bây giờ thì em sẽ chạy một vòng cho các bác cùng xem về chiếc xe này. Cái tốc độ của nó, nếu mà chúng ta đạp ga ấy để mà đi con xe này thì nó rất là khỏe luôn. Phải nói là chạy nó còn mượt hơn cả Toyota Land Cruiser cơ. Nó bốc hơn. Land Cruiser chắc có lẽ là xác nặng. Dòng xe này cảm giác là đạp ga tí lên 100 ngay. Đấy. Đấy các bác thấy không? Nên cực kỳ khỏe và nhanh. $135 triệu các bác nào mà chúng ta cần một cái mẫu xe để trả đồ đạc hoặc đi câu cá, đi phượt đấy, và để trả đồ nữa, thì đây là một mẫu xe vô cùng tuyệt vời. Thân vỏ chắc chắn, gầm bệ thì gầm cao, máy thì chạy cực kỳ khỏe, động cơ 3.6, đúng không ạ? Chạy dòng xe này thì gần như là chả có gì hỏng cả. Nó là một mẫu xe gần như là chỉnh cơ hết, và hệ thống điện của xe không có gì phức tạp. Cho nên để nói về độ lành bền thì dòng xe này có thể nói là rất lành bền luôn. Và ngồi thì rất là êm nha, ngồi cao ráo. Em đang xem có đoạn nào thoáng thoáng không, em vít cho các bác lên tốc độ cao một chút để các bác có thể nhìn được về chiếc xe này.
chạy rất chắc chắn luôn. Đường khá đông người cho nên không chạy được. Thì nói chung là con này nếu mà đi đường cao tốc ấy, đi ổn định cứ 120 km, ổn định luôn. Và dòng xe này có thể chạy được Bắc Nam luôn. Không có gì để bàn, không có gì để chê cả. Tầm tiền chỉ bằng một con Toyota dây thôi, 7 chỗ, đúng không ạ? Hơn 100 triệu. Và thực sự cái giá này nó cũng là cái giá mà hết giá trị khấu hao rồi. Nếu mà các bác có đi thoải mái chăng nữa thì mai này chúng ta bán đi xe khác thì chắc cũng chỉ lỗ vài chục triệu thôi, gần như là không còn gì để mất nữa rồi. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video và những mẫu xe tiếp theo nhé. Đây, đường rất là đông người cho nên là em không chạy được tốc độ cao. Chào tất cả các bác nhá. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video và những mẫu xe tiếp theo từ cửa hàng bên em. Đang nào quan tâm đến mẫu xe này thì có thể kết nối cho em qua số Zalo 0852555555 để em gửi hình ảnh chi tiết cho các bác cùng xem. Và liên hệ trực tiếp cho em nhé. Và đến xem xe tại Salon ô tô số 1 Kinh Môn, phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương ạ.